vật mọc tràn lan và ít được chú ý đến, nhưng lại là một vị thuốc tốt cho sức khỏe. Cây rau mương có thể dùng làm rau ăn, nay được biết đến với công dụng chữa bệnh. Những ai chưa biết đến cây này thì hãy tham khảo video này của Thảo Dược Thanh Bình nhé. Cây rau mương vốn dĩ quen thuộc bởi loài cây này mọc ở bên ngoài tự nhiên tràn lan, dễ thấy chúng nhiều nhất ở các mương, kênh rạch, đầm lầy, ruộng cạn dần, là cây dễ sống nên mọc rất nhiều. Trải dài từ Bắc vào Nam, cũng vì đặc điểm sinh trưởng này nên cây rau mương còn có tên gọi khác như cây mương nước hay rau mương nằm, ốc ruộng, mù đất, rau rửa bụi, tùy theo vùng miền. Rau mương hỗ trợ điều trị tình trạng viêm đau dạ dày, đặc biệt là loét dạ dày do vi khuẩn HB gây ra, một loại vi khuẩn ký sinh trong niêm mạc dạ dày. Cây rau mương được truyền miệng trong dân gian dùng để điều trị cảm mạo, gây sốt, giúp cải thiện chứng viêm đau hầu họng, viêm lợi, ho gà hay lở miệng lưỡi, khắc phục đáng kể chứng tiêu chảy, viêm ruột, giúp cơ thể nhanh hồi phục, tránh mất nước. Bên cạnh đó, giảm chứng đầy bụng, tức bụng, khó tiêu, hỗ trợ điều trị các vết thương lở lét hoặc mụn nhọt sưng đau. Sử dụng rau mương kết hợp trong các bài thuốc giúp giảm đau nhức xương khớp rất tốt, điều hòa đường huyết rất tốt cho bệnh nhân có chỉ số đường huyết chưa ổn định. Một số bài thuốc tham khảo từ cây rau mương: viêm dạ dày do vi khuẩn HB, mỗi ngày dùng khoảng 100g cây rau mương đã được phơi khô, sau vàng hạ thổ được càng tốt, sắc cùng với 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút và uống hết nước sắc trong ngày, nên duy trì hàng ngày cho đến khi bệnh nhân được cải thiện. Viêm hầu họng, viêm amida, lấy một nắm lá rau mương còn tươi, rửa sạch, nhai nát chung với một ít muối, nên sử dụng trước khi đi mổ hàng ngày cho đến khi bệnh giảm hẳn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của cây rau mương cũng như nhiều loại thảo dược tốt cho sức khỏe ở website hiển thị trên màn hình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cây rau mương tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín, chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.